làm sao chuyển hướng thứ này đi? Bánh đâu mà lái? Nghe sư tử nói thôi cuốn theo chiều gió là được. Ừ, nhưng ngày ta không nhắc gì về ngọn núi khổng lồ cơ. Ôi hay thật, giờ thì ai sẽ tới cứu chúng ta được đây? Ê mấy bộ, cảnh ở trên đây đẹp hỉ. Yeah. Thật ra là chúng tôi muốn tìm đường đi xuống, bộ ơi. Chuyện nhỏ thôi, nhảy xuống đi. Nhảy? Với dù cứu hộ, một phong cách ngầu như một cây bọc. Nhưng mẹ con tôi không có dù. Đi leo núi mà không có dù. Chơi gì lớn vậy? Nè, tôi có dù dự phòng đây. Nhưng chỉ khi hai người biết cách hạ cánh an toàn mới được. Hạ cánh an toàn? Phải, gặp đầu gối lên xuống nè, rồi chảy răng cùng lúc nha. Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng.